Hello và hi, xin chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Dạ, hôm nay mình sẽ chơi Minecraft. Pocket Edition. Dạ, bà. Mình sẽ cắt bạn này đi. Ok, em trở lại rồi đây. Oxygen thịt mình ở ngoài tới lúc trời mưa luôn hay nữ. Gì vô dụng đây ta, không có gì vô dụng hết. Mình sẽ đi lặn xuống dưới biển bằng một công thức anh Gap Boy đã cho mình biết. Công thức ai cũng biết. Cái này cái quần, cái giày, cái áo, cái mũ xong, chỉ việc cầm theo số nước thôi. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách lặn xuống thật sâu mà không bị chết đuối đó. Các bạn chỉ cần làm theo mình thôi. Nếu các bạn gần chết rồi á, giờ nè, múc liền, thấy chưa? Chạy cho nhanh. Mình sẽ dùng lập. Đây là địa bàn của mình. Mình có nước vô hạn bên này và bên đây. Em lấy có nữa.
Xong. Cạn nước luôn rồi. Chắc ngày mai là lúa có rồi đó. Ok rồi đó. Rồi lên xe. Vít. Vít nè. Vít. Vít. Ok rồi. Nướng trứng gà. Các bạn biết mình nốt như vậy để làm cái gì không? Lửa này không có gây cháy đâu. Mình sẽ dập. Như vậy đã khỏi thằng nào ấy đó. Rớt xuống đây. Vô tình rớt xuống đây một phát là coi như chết xui. Nóng lắm, nóng, nóng. Lửa không gây cháy. Rest up.
mình sẽ làm một cái rương bí mật. Chỉ kia có một cái lỗ. Xong. Chỉ việc cất đồ vào thôi. Xong. Ok, dành nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe cho mình nha. Bye.